Hôm nay mình sẽ làm bánh bao nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm bánh bao túi tiền nha. Bột đây, đây là 1 kg bột nhưng mình làm hết nửa ký rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột vào nha. Bây giờ mình sẽ cho men này vào trong sữa nha cả nhà. Đặng cho nó kích hoạt một chút xíu, mình nhồi nó dễ lên. Trong bột chứ không chứ? Trong sữa. Trong sữa đặng cho men nó mau nè, nè. Dạ. Đó. Cho vào trong sữa. Mình sẽ quậy lên. Rồi để chút xíu cho nó tự nổi nha. Rồi mình sẽ múc ra riêng 2 muỗng bột. Đằng chút mình nhồi. Cái này là bột bánh bao pha sẵn nha cả nhà. Rồi nguyên liệu làm bánh hôm nay gồm có nè. Hành lá. Cái này là nhân nha cả nhà. Hành lá, bún tàu, thịt. Thịt thay xay thẳng nè. Nấm mèo, củ sắn, củ cải đỏ. Hôm nay mình sẽ làm bánh bao túi tiền. Mình tạo màu từ bột nghệ nha cả nhà. Mình tạo màu từ bột nghệ cho nó có cái màu đẹp, chứ mình không có dám xài ba cái màu phẩm màu. Rồi mình phải trộn lên trước đi chút xíu rồi mình hãy để sữa rồi vô sau. Để cho nó tạo màu cho nó đẹp. Bây giờ men sau khi mình kích quạt nó nổi lên rồi nha cái này nha. Giờ mình cho vào bột. Cho vào bột mình nhồi coi, mình coi coi nó có vừa không nha. Nếu mà không vừa thì mình sẽ cho thêm sữa. Trộn đều này rồi mình sẽ nhồi. Cái này là bột pha sẵn, thành ra trong này nó có đường gia vị vừa ăn này đó nha. Mình khỏi thêm đường hay gì trơn. Cái này mình có thêm nước mà chứ sao thấy nó khô quá mà chứ? Chưa, để mình nhồi thử coi. Mình nhồi thử coi nó có. Cái đà này chắc thêm 1 miếng sữa nữa. Bây giờ mình nhồi coi bột nó ra làm sao mình mới dám thêm. Chắc mình nghĩ thêm miếng sữa là được rồi đó. Chắc hết, thêm hết phần sữa này đi. Rồi. Rồi, thấy cái màu của nó là thấy là thèm bánh rồi đó. Nghe thơm vị sữa đó nha. Sau khi bột mình nhồi xong rồi, giờ mình bọc màng bọc thực phẩm ra nha cả nhà. Chừng nào bột này mà nó nở gấp đôi thì lúc đó mình sẽ lấy ra mình nắn bánh nha. Trong khi chờ đợi bột mà nó nổi thì bây giờ mình sắc củ sắn, nấm mèo với củ cải đỏ nha cả nhà. Củ hành làm nhân. Rồi.
sắc thêm củ sắn này, có củ sắn vô nhưng thịt nó đỡ dẻ ăn nó ngon, còn không có thịt heo không nó dễ khắc à. Rồi mình sắc hành này mình để vô cho nó thơm nè. Giờ mình cho thịt vào trong nấm mèo nè, củ sắn, củ cải đỏ. Mình cho vào đây để mình trộn nhân nha. Cho thêm hành lá. Mình khi làm bánh bao á, mà mình muốn cho bánh bao mà nó không bị nhão ở dưới đó, mình cho chút đỉnh bún tàu vô nha cả nhà, đặng cho nó hút nước trong nhân, nó làm cho bánh bao mình không có nhão gì đít. Thôi mình cho như đó được rồi, cái này mình lấy hơi nhiều á, thêm chút đi. Rồi mình sẽ cho một tí dầu tỏi vô nha, đặng cho nhân nó không bị khô mà nó tạo mùi thơm nữa. Đây là muối, đường, bột ngọt, tiêu, mình cho vô, cho thêm tiêu nha. Rồi đây là đường như cái nha, thêm miếng đường, tại như bánh bao nó có đột ngọt ngọt nó mới ngon. Giờ bắt đầu mình nhồi nhân nha. Nửa ký bột mì đó là nó khoảng 15 cái viên nha cả nhà. 15 cái bánh bao, giờ mình làm 15 cái viên nhân. Cái viên nhân này bự đi, nhân nhiều quá. Đó, cỡ đó. Cái nhân nào của mình cái ăn chắc nó ngán luôn quá, bự quá trời bự. Ủa mà quên nữa, mình làm nhân bánh bao mà mình quên mua trứng cút. Bây giờ mình đã chuẩn bị xong nhân bánh rồi nha cả nhà. Bây giờ mình đem hấp sơ cho nhân bánh nó chín. Bột sau khi mình ủ giờ nó nở gấp hai rồi nha cả nhà. Bây giờ mình nhồi lại để mình làm bột ha. Cái này thì mình rửa tay cho sạch rồi mình nhồi, chứ mình không có thể nào đeo bao tay được nha. Mình nhồi xuống vậy nè, cho ba cái bọt của bánh đó, nó không có còn nữa, đặng mình dễ nắng. Rồi bột áo ra ngoài tấm thớt nè, đặng mình nhồi bọt. Mình cán bánh nha cả nhà, cán bánh cho nó mỏng ra,
Rồi giờ mình để cái này vô nha. Đó, mình để cục nhân vô. Rồi mình sẽ kéo cái mép này lên nè, bóp cho chặt lại. Rồi xoay qua đây, mình kéo cái mép này lên, bóp cho chặt lại nha. Rồi cái này nè, mình sẽ nâng nó lên cho cao lên. Đó, nâng nó lên cho cao lên, bẻ nó vô vậy nè. Rồi sửa mấy cái miệng này lại cho nó bằng bằng chút. Rồi mấy cái cánh kia cũng vậy, nâng lên cao, nâng lên cao rồi mình kéo vô. Bên đây cũng vậy nha cả nhà. Đó, mình kéo lại. Mình kéo, kéo mạnh mấy cái mép này lên nè. Đang cho một chút nó mới đều, nó mới đẹp. Chắc cái này tại nãy mình mắc công chuyện mình để nó nở quá rồi. Rồi mình xe lại. Rồi bắt đầu ở đây nè, mình nâng nó lên, bóp nó lên, bóp nó lên từ từ, nâng mấy cái miệng này lên, lên kéo lên nè, kéo này lên nữa nè, cái này nó hơi thấp xuống mình kéo lên, mình bóp đại nó lên. Bóp đại nó lên như là một túi tiền vậy. Vậy là một chút nó dính nha cả nhà. Rồi giờ mình sửa nó lại. Sửa nó lại cho nó cái túi tiền nó ngay ngắn nha. Đó. Rồi mình sẽ thắt cho nó một cái nơ. Một cái nơ nha cả nhà. Đó, bớt lại. Rồi. Mình sẽ cho nó một tí bột vô. Điểm hoa cho nó. Đây, túi tiền may nắng mắng. Dở nồi bánh bao mình ra coi chín chưa nha. Sơm coi nó chín chưa. Rồi chín rồi cả nhà ơi, nhắc xuống. Nhắc xuống rồi mình để bánh bao khác vô nha. Quá trời ngon cái gì đẹp nữa. Rồi bánh bao túi tiền, ăn liền kẻo muộn. Cái bột bánh bao sau khi chín rồi nó mềm lắm nghe nhà nè, nó núng đính luôn nè, nè thấy không? Rồi giờ mình ăn nha. Đó, coi được bẻ miếng ra vàng ươm luôn. Rồi bẻ ra coi nhưng thơm ngon nha, nè nhưng rất là ngon nghe cả nhà. Bún mèo, bún tàu rồi đủ thứ loại hết trơn. Mình để ha, mình để mà bún tàu vô nè, cái đít của cái bột nè, đít của cái bột nó không hề bị ướt nha, nó ngon lắm. Mình hấp mà mình ăn 2-3 cái rồi đó, cái này nữa được tới thứ tư rồi cả nhà, ngon lắm. Tết mà cả nhà nên làm bánh bao túi tiền để cúng thần tài cậu địa nha. Cái này mình cột cái dây màu tím là màu hy vọng, chẳng sang năm mình có tiền.
Còn bình thường cả nhà làm thể tết thì cả nhà làm màu đỏ nha cả nhà. Cái dây cột màu đỏ. Ngon quá. Mình hấp xong rồi mình ăn no luôn, chiều nay mình không ăn cơm luôn. Bột bánh bao mềm ngon lắm nè. Làm như mà ở tiệm ta bán vậy, nó có lớp vậy. Làm thấy khéo rồi không nè. Có lớp nó ngon. Có lớp không? Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại.